Ok, hello chào các bạn nhé. Ừ. Đây, anh em mình đang ngủ trong phòng các bạn nhé. Bây giờ là buổi sáng rồi các bạn nhé. Gần 7 giờ sáng rồi. Chào các bạn nghe. Sáng sớm đã quay rồi. Ừ. Chào các bạn nha. Đây, hôm nay là ngày cuối cùng ở trong chỗ cách ly các bạn nhé. Là hôm nay là tầm mấy mấy tiếng là có kết quả đấy. Bây giờ là anh em mình là đang ngủ, là vừa có nhân viên là đến cửa, là gọi là lễ tân ấy, là mang đồ ăn sáng lên, là vừa gõ cửa đang ở ngoài cửa các bạn ạ. Ừ, thì bây giờ mình sẽ đi ra lấy đồ ăn vào để anh em mình ăn sáng. Thôi điện giấy để em đi ra lấy đồ ăn nha. Sáng rồi. Ăn sáng rồi còn để mà chờ kết quả các bạn. Dạ anh ơi, bây giờ mình sẽ đi ra lấy đồ ăn vào các bạn nhé. Đeo khẩu trang vào. Đeo khẩu trang vào đi lấy đồ ăn các bạn. Còn có gì nữa các bạn này? Có phóng bi à? Phóng bi. Đồ ăn là mỗi phòng cứ để thế này các bạn nhé. Để thế này này. Lễ tân là gõ cửa, sẽ mang đồ ăn lên để đây. Mình sẽ... Vậy hôm nay cho ăn gì nhỉ? Thể dục à? Ui giời. Luyện công các bạn ấy đấy. Tập võ rồi. Hôm nay là hàng hóa anh em như là đồ đoàn anh em mình đã chuẩn bị đấy rồi mọi người ạ. Tí nữa sẽ chơi kết quả, một là ở lại hai là về. Đấy, đồ ăn đây không còn nhỉ. Tí mà kết quả phòng anh em mình mà bị có người dương tính nữa thì toàn nhỉ. Có phong bi gì đây? Ở cái gì đấy? À. Hả? Tiền thừa hôm qua. Phong bì 120 gram qua mua nước à? Hôm qua mua nước đấy, con tiền thổi đấy. Ừ, để đấy. Mong sao là anh em mà trong tem mà không ai bị là cũng sẽ được ra bên ngoài luôn để đi về nhà, về nhà cách ly các bạn ạ. Cách ly thêm để xong rồi đấy là có một cái số cái chương trình nữa của anh em nữa thực hiện ở tại Hà Nội này, trước khi về Nghệ An sẽ thực hiện một số chương trình nữa các bạn ạ. Đấy, chương trình sáng dậy cũng vậy, khởi động một tí nhá, cho người máu nước nó lên, nó sức khỏe, đẩy lùi đẩy xa Covid được. Đấy, dậy không khởi động thì ăn nó mới ngon được các bạn ạ. Đấy, bí kíp ăn ngon của mình nó nằm ở chỗ đấy. Khởi động xong rồi có khi là lại quá. Ôi. Khởi động xong rồi treo lên giường à? Lại quá. Ôi dây dây ăn sáng đi. Đây này. Đánh răng rửa mặt đi răng. Đánh răng rửa mặt. Răng rồi chưa? Hả? Dạ. Đấy, bây giờ là để chờ tí đánh răng rửa mặt cái đó. Để anh em mình đi đánh răng rửa mặt các bạn nhé. Ừ. Đấy, bắt đầu sẽ vào ăn sáng. Đấy, đã đánh răng rửa mặt xong rồi các bạn nhé. Bây giờ là vào ăn sáng. Thế đây. Mày hôm nay cho ăn món gì đây? Úi giời, ui. Cam à, xịn xò đấy nhỉ. Cam này. Đây, bánh ngọt. Đáng yêu nhỉ. Nhìn hai bánh ngọt đáng yêu này. Nhìn không muốn ăn. Đây là thực đơn là bún cá. Nhìn hai cái bánh ngọt này yêu đấy mà ăn được lúc này hết bất tỉnh trí. Để nhìn đó, nhìn cho đáng yêu thôi. Bún gì đấy? Đây là gia vị bún cá. Hai bánh gì đấy? Kéo éo gì đấy? Hay là đến bé anh em mình đi thôi. Giờ cả mình nghe cái tiếng xe cứu thương này sợ lắm. Thì anh em mình bây giờ đã chuẩn bị kết quả các bạn. Đang hồi hộp lắm. À, tầm 3 tiếng nữa này. 3 tiếng là mới được kết quả. Bún cá nhìn ngon thế.
Ui dồi ôi. Hai cái bánh nhìn ngon này. Quay cho bác bạn xem nè. Ngon nhỉ, vun cá này, các bạn ạ. Ngon nhỉ. Đô tráng miếng này, cám này và bánh. Ăn hôm nay này này dư nước à? Thừa không ạ? Hôm nay thì đỡ phí. Hôm nào cũng món ngon thế này hay món ngon thế này đây. Ở lại đi vài hôm nữa ông thua cái mồm đấy. mai mà ở lại thật thì không ghê đập vào trận đấy. Ta mong về nhà gặp gỡ gia đình không được lại đồ ngon thế này ở lại. Đồ ngon à? Bún cá, xả bún cá thế này, đồ trắng miệng, bánh bông lan. Ra ngoài đầy cửa hàng ngon. Ra ngoài dẫn đi ăn đầy cửa hàng. Để hôm nay đầy xem kết quả thế nào các bạn. Được ra ngoài thì anh Tiến này làm hướng dẫn viên du lịch cho anh em mình. Mong sao là mọi người đều bình an để ra đấy. Thì chỉ tầm vài tiếng nữa là sẽ có kết quả đấy. Video này mình quay hôm nay là tính là mình sẽ đăng lên luôn các bạn. Hôm nay luôn đấy. Ăn xong cái là ra đăng làm video luôn ăn xong là ra đăng video lên cho các bạn xem luôn cho nóng hổi truyền truyền hình trực tiếp luôn quay trực tiếp luôn thế mà không vừa phát trực tiếp luôn nhanh hả phát trực tiếp thì nó không hấp dẫn là không hồi hộp à không hồi hộp. Ok, mời các bạn ăn nhá. Mời các bạn ăn bún cá. Sao giọng hôm nay nó cảm giác nó bị kiểu hôm nay thấy nó hoang mang này, khan khan này, mùi này. Kiểu hồi hộp đấy các bạn. Vẫn ngửi mùi cá. Vẫn ngửi mùi thịt gà. Không bất vì là được cái này là không lo đấy này. Bị quăng như bên đấy thế nào này tỷ sáng thắm về là quăng lên ở phòng bên cạnh anh em mình các bạn ạ. Anh em mình là được xếp chung vào một phòng còn quăng lên ở phòng bên kia. Hôm qua Hùng đếm được bao nhiêu cái xe đi lại này? Hôm qua ngồi đếm nhiều lắm. Thắm Hà Nội xe nhiều quá các bạn ạ. Ngồi đếm từ sáng đến trưa đi không dừng luôn nhỉ, không mệt luôn, không mệt hay rồi từ ăn xong này ngồi đếm đến tôi mà vẫn không hề xé mới xé ở mẫu đá bao nhiêu đặc biệt xé mẫu mà là giảm đi cái này thì cây sáng cả cây sáng làm ăn được các bạn ấy. Mình để xé chạy từ sáng đến tối sáng mãi 6:30 giây đó thì chạy rất nhiều đó. Vẫn cái view cũ các bạn. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Nhưng hôm nay chỉ là ăn mỗi buổi sáng thôi. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, uống trà, ngắm cảnh, đếm xe. Nhưng mà ngày hôm nay thì chắc là ăn bữa nay là bữa cuối cùng này. Bữa sáng đấy các bạn. Tí nữa tầm 10 giờ là sẽ có kết quả rồi. Mà anh em mình khỏe thế này chắc là không sao đâu. Ăn bún cá phải cho cái thìa to các bạn ạ. Để húp ít nước nó ngon. Nó vừa cái miếng trong mồm. Cho vừa béo quá nhỉ. Thì này bé lên bên này mà tú này. Cái thìa này thì còn cho trẻ em uống sữa được. Ngon này. Vừa hết luôn các bạn. Ăn xong dùng của mình sướng thật. Ôi từ từ thôi ăn cảm thấy ngon mẹ.
từ ăn ăn nói ấy. Để lại một tí ti rồi. Để lại một ít để cho người ta có cái mà hất chứ. Ví dụ là đưa về người ta còn có cái mà hất, không quen được. Không, cái này thì người ta, anh em mình cho vào tư bóng là người ta cho vào hộp rác luôn này. Hộp rác nhưng mà về đến nơi mà xử lý rác thì người ta phải bỏ cái tí nước này ra chứ. Ăn là phải ăn hết. Cam, bạn nhá. Cam này là cam sành. Cam xả đoài. Xả đoài. Phải ăn thì có sức để tí nữa con có sức mà về quê các bạn. Tí nữa con một chặng đường về quê này. Ừ. Tí nữa ấm tĩnh là cho về luôn đấy hả? Ừ. Mà dưa tính nó cũng cho đi luôn. Cái gì là cũng luôn cả. Tí nó không biết thế nào này. Bà anh em mình mà bị một người thì cũng quên rồi. Tớ đây mà quên không cho thêm vào này. Ừ. Đấy em con gọi em quán không? Em quán cái. Ừ. Không bảo mình ăn cay. Không tự lo tự hợi ở bên người đây. Mày ăn mày uống nhìn cho. Bạn nghe. Không ăn. Nó quá hút nhiều nước không biết sạch nước à. Chế độ ăn khác ở trên bàn nha. Trên bàn ăn xong thì cháo thì trắng miệng, hôm nào may mắn thì được quả xoài. Trên bàn ăn xoài phải tránh nó lấy gì răng miệng. Vừa ăn vừa răng miệng ở đây. Ăn xoài ăn chanh xong là mì tôm trắng miệng. Ăn xoài xong là ăn quả chanh trắng miệng. Thôi bây giờ ăn xong rồi, bây giờ để làm video để đưa lên đăng lên cho cả bạn xem. Còn kết quả mà xét nghiệm đấy thì chiều nay cứ vào kênh Quang Linh Vlog. Và các bạn vào kênh Quang Linh Vlog để xem kết quả test Covid trong chuyến bay của chúng ta ngày hôm nay các bạn nhé. Xem là ai ở ai về. Vâng. Ai là người thắng cuộc. Mời các bạn đến 5 giờ chiều. Hẹn các bạn 5 giờ chiều. Xin chào. À và đây các bạn nhé. Đấy các bạn nhé, thì anh em mình là đăng video là nhờ cái máy tính này. Cái máy tính này là của anh Tiến để đem theo về để làm việc luôn các bạn nhé. Đấy, anh em mình cũng là đăng video bằng cái máy tính này đấy. Thì bây giờ mình sẽ làm video để đăng lên cho các bạn xem luôn nhé. Đấy, chào các bạn nhé.